là sau bao nhiêu phút vật lộn thì mình đã có được một màu tóc mới rồi mọi người ơi. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây chính là màu tóc của mình sau khi nhuộm. Hello mọi người, chúng mình là nhóm Ohio. Hôm nay chúng ta mới phát hiện ra ở gần khách sạn của mình có một cái làng cổ phía Nam. Mọi người có nghe tới thằng làng cổ Hai Tóc Quốc Tân bao giờ chưa? Có nghe. Thì cái thằng Hai Tóc Quốc Tân đó thì là ở phía Bắc, còn làng này thì nằm ở phía Nam. Thì nên là hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá xem là ở phía bên trong làng cổ phía Nam này thì sẽ có những điều gì thú vị và có gì khác biệt nhá. Và bây giờ thì đi thôi. Let's go. Làng Hanok ở Nam Sangkor còn được gọi là làng truyền thống ở thung lũng Nam Sang, là một ngôi làng nằm trong khu vực của phố Byeongdong, quận Chung-gu, trung tâm của Seoul, Hàn Quốc. Tại đây có những ngôi nhà Hanok hay nhà truyền thống Hàn Quốc đã được phục hồi để bảo vệ giá trị lịch sử truyền thống vốn có của khu vực. Làng Hanok ở Nam Sangkor cung cấp cho du khách cơ hội trải nghiệm mặt cắt ngang qua thời đại Joseon về cuộc sống xã hội cũng như nét sinh hoạt của người dân xưa. Vị trí của làng trước đây là một khu nghỉ mát mùa hè của triều đại Joseon nổi tiếng với tên gọi là Trong Hắc Đông. Khu vực tự hào và với phong cảnh tuyệt vời như vậy được ví như là vùng đất của các nàng tiên và được coi là một trong năm địa điểm đẹp nhất của Seoul. Một khu vườn theo phong cách truyền thống Hàn Quốc với một dòng suối và khu vực ngắm cảnh được xây dựng trên khu vực làm sống lại cảm giác cổ điển của thời đại Joseon. Năm ngôi nhà truyền thống bao gồm cả một số những dinh thự của các quan lại triều đình. Một số trong số đó là biệt thự lớn nhất Seoul vào thời điểm đó, cùng với các ngôi nhà của thường dân đã được phục chế. Cũng có hay đeo cái gùi này lên, xong rồi có cái thùng giấy bút ở phía sau ấy để lên đây. Thế trong khi mọi người hay làm vậy, đoán là vậy nhưng mà nghĩ là hy vọng nó sẽ đúng không? Rồi rét rát rát nhỉ, nước ở đây nhìn nó kìa. Nếu như nhìn cái mũi này kìa. Nè, sao cái gì, nói xấu phải nói to chứ, làm sao nó nhỏ được. Díp lên, díp lên. Úi giời ơi. Hài, cái nét mặt hài chứ chú. Con nhìn một cái camera mình nói đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này á hả? Cái này là cục kim cương. Cái gì vậy? Cái gì tay?
cái gì tại gì mọi người không thấy mọi người không thấy váy hoa à? Váy hoa là phải tầm hoa chứ, váy hoa là phải đi với Nike. Thì mục đích hôm nay là đi khu vườn hoa đó, cho nên là mình phải hòa nhập với thiên nhiên nhá. Ai dè thôi mắc cười quá. Coi, em coi hình vẫn mà đây chính là làng cổ Nam Chon mọi người ạ. Thì ở Hàn thì sẽ có làng cổ Hanok Mok Chon, còn cái này là làng cổ Nam Chon, hoặc là vì thế ở đầu kia người ta cũng để cái tên là Seoul Nam San làng cổ ấy. Ở đây thì chắc là sẽ có nhiều cái đoàn phim quay phim cổ trang rồi để quay phim làm dựng bối cảnh ấy. Bí mật bầu trời đỏ. Ồ, em nãy em cũng suy nghĩ cái đó đó, kiểu nhìn mấy cái này xong rồi mấy cái cảnh lên lửa cái tròi á, xong rồi mấy cảnh mà nữ chính tới nói chuyện với nam chính ấy. Ồ, đúng rồi, giống nhá. Ý là kiểu mấy cái làng cổ này hay được quay phim truyền hình cổ trang ấy. Mà cái làng cổ này thì nhìn cái khu nhà với cả kiến trúc ấy nó sẽ cổ hơn so với làng Hanok Mok Chon em thấy trên mạng thì thấy nó hiện đại hơn với cái làng này, tại vì ở Hanok Mok Chon thì sẽ có người dân ở đấy luôn, nhà đang sống và ở đấy. Ở đây có những cái chòi là có cả lá đúng không, chứ không phải ngói bình thường. Lợp lá kìa. Đúng rồi, mọi người biết tại sao nó lại có tên là Nam Chon và nó ở phía nam. Chính xác. Nam Chon. Dịch nên là bọn mình chỉ đi tham quan xung quanh và trời cũng đang chuyển dần mưa ấy mọi người, bọn mình chỉ đi tham quan xung quanh đây một xíu thôi, rồi chụp hình thôi. Đấy, mấy cái kiểu này là y chang trong phim một kiểu tối, xong rồi bị tổng xong rồi nói chuyện với nhau đồ tối cái khuya ra ngoài này thì có cái cảnh con sư dung đem về đây biết gặp hoặc là ngồi trong chỗ y chang luôn. Ở đây có nhiều cây xanh ấy, nên là nếu mà cuối tháng 10 qua mùa thu nó đổi lá thành màu đỏ là ở đây là càng đẹp hơn nữa, đoán vậy ơi. Nhưng mà tiếc là khi nếu mà ở đây mà đỏ hết thì tụi mình cũng về Việt Nam rồi, nên rất là buồn. Thôi không sao, được đi tham quan nơi này là vui lắm rồi. Trước khi bọn mình vào đấy thì bọn mình có thấy ở trước cổng có bán những đồ kiện như là hanbok để có thể người tham quan ý có thể vào đây chụp hình, nhưng mà do dịch ý, nên là mình thấy hạn chế đi nhưng mà không dịch thì chắc nơi này cũng sẽ nhộn nhịp. Thế mọi người thấy cái cây bên kia mà lá đổ vàng rồi, đúng rồi, đỏ đúng rồi, đúng rồi. Đấy cái cây này trong đấy là dưới xong rồi rất là em nhớ anh cách nhớ em. Tổ chức các lễ hội rồi đấu vật đấu các kiểu trên đây này. Lại nghe nói diễn taekwondo gì. Còn ở bên là Hanok Mok Chon á, là cái làng phía bắc hồi nãy bọn mình có nói thì là hiện đại hơn, nó sẽ dành cho các mấy cái quan cấp cao, các thời vua Joseon á. Theo em đọc ở trên mạng thì là dành cho các thời vua đấy ở kiểu như quý tộc đấy là sẽ ở bên đấy thì mình sẽ giàu hơn. Mà hiện tại đến bây giờ thì ở cái làng Hanok Mok Chon đấy cũng sẽ dành cho những người có tiền giàu có thì mới được đang ở bên đấy. Ở bên đấy nhà rất là đắt tiền luôn. Thế bên này cũng là cổ này. Bên này thì sẽ nhìn kiến trúc ngói gạch thì nghĩ là nó đã ra đời lâu lắm luôn rồi. Cũ hơn là so với làng Hanok Mok Chon, tại vì Hanok Mok Chon là cái làng đã được tu sửa và phục dựng rồi. Mưa quá, trời mưa này. Min Family House này, Yun Tae Chon nghĩa này, thấy không? Yun Family này. Cái này là ở cái hóa hang ấy. Gia đình nhà họ, gia đình nhà họ. Kim Chun Yeon. Ở đây đó kiểu như hóa hang. To nhỉ?